Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với video thứ hai của Thế Giới Mix ở trong dãy video về giáo trình EQ cơ bản. Hôm nay bài học của chúng ta đó chính là sẽ tập nghe tần số. Khi các bạn học và sử dụng EQ thì tốt nhất các bạn hãy nên là quên đi là bài hát của các bạn đang ấm hay đang sáng, mà hãy tập trung vào tần số. Các bạn gặp cái sai lầm ở chỗ là các bạn chỉ quan tâm tới âm sắc của bài hát như thế nào mà các bạn không quan tâm tới tần số của bài hát đang như thế nào. Thì hôm nay Thế Giới Mix sẽ cho các bạn tập cách nghe tần số một cách cơ bản nhất. Trong suốt cái quá trình mà mình tìm hiểu, học hỏi, làm việc và nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm về lĩnh vực âm thanh, thì thứ mà mình ghen tị nhất với những cái mixer đỉnh cao đó chính là cái độ tài của họ. Cái cách mà họ có thể nghe một bài hát và chỉ sau đó 3 giây họ có thể chỉ ra được ở cái khoảng tần số nào, chính xác ở cái tần số nào đang gặp phải vấn đề. Và đó chính là thứ mà mình ghen tị với các mixer nổi tiếng của nước ngoài. Bởi vì họ có một bí quyết, đó chính là độ tài của họ sẽ tập cách lắng nghe tần số. Hãy quên đi những khái niệm về ấm sáng hay dày, mà hãy tập trung hết về tần số. Các bạn hãy học tất cả về tần số, đó chính là các bạn học EQ. Thì ở đây, cách các bạn học đó chính là các bạn phải nghe riêng, nghe rõ từng cái quãng tần số âm thanh. Nó sẽ hiện diện như thế nào ở trong tai các bạn, nó sẽ nghe như thế nào ở trong tai của các bạn. Thì cái cách đơn giản nhất của mình đó chính là mình sẽ chia ra EQ, cái dãy tần số mình sẽ phân ra làm 3 quãng. Đó chính là low, mid và high, tần số thấp, tần số trung và tần số cao. Low, mid và high. Thì đối với mình, cái tần số thấp nó sẽ chiếm ở khoảng dưới 200 Hz. Còn tần số mid nó sẽ chiếm ở từ 200 Hz cho tới 5000 Hz. Và tần số high, tần số cao, nó sẽ chiếm từ khoảng 5000 Hz trở lên. Và mình sẽ phân ra làm 3 mốc tần số như vậy: low, mid và high. Thì các bạn hãy tập nghe những cái quãng tần số riêng như vậy. Hãy nghe và nhớ được cái sự hiện diện của cái từng quãng tần số low, mid và high ở trong tai các bạn. Nó có mặt như thế nào, nó được nghe như thế nào, ra sao ở trong cái tai của bạn. Thì khi mà các bạn cảm thấy bài hát của mình bị sai lầm ở cái quãng tần số nào, các bạn có thể chỉ ra được nó có vấn đề ở cái quãng tần số nào, low, mid hay là high. Và tiếp theo đó, các bạn có thể lên một cái trình độ cao hơn, đó chính là các bạn sẽ chia đôi quãng mid ra chẳng hạn. Thì có nghĩa chúng ta sẽ phân tần số ra làm 4 quãng: quãng low, quãng low mid, quãng high mid và quãng high. Thì low khoảng 200 Hz trở xuống, còn low mid chính là từ 200 Hz cho tới 2000 Hz chẳng hạn. Và quãng high mid nó sẽ từ 2000 Hz cho tới 5000 Hz. Và quãng high sẽ từ 5000 Hz trở lên. Thì khi các bạn nghe được tỉ mỉ hơn, thì các bạn sẽ có thể nghe được chính xác và chỉ ra được và thao tác được cái tần số chính xác hơn khi mà các bạn nghe ra được vấn đề ở trong âm thanh. Và cứ tiếp tục như vậy, khi các bạn có thể chia ra tần số ra là 5 quãng. Quãng low, low mid, mid, high mid và high. Càng ngày càng thu nhỏ lại, số quãng các bạn phân chia ra càng to lên thì cái quãng của tần số càng được thu hẹp lại. Khi mà các bạn nghe rõ được từng quãng tần số mà các bạn đã phân ra như vậy thì các bạn sẽ lắng nghe được chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn. Hãy nghe nó một cách quen thuộc để khi mà các bạn chỉ cần nghe một cái vấn đề có tồn động một cái điểm thiếu sót nào ở trong EQ, các bạn có thể chỉ ngay ra được cái quãng tần số nào đang gặp vấn đề, dù chỉ là quãng tần số nhỏ nhất. Bởi vì lúc đó tai của các bạn đã nghe được rất là sành sỏi các tần số từ thấp lên cao. Và tiến lên một cái trình độ cao hơn nữa, đó chính là các bạn sẽ lắng nghe được từng cái mẫu tần số đặc trưng. Và mỗi cái mẫu tần số đó nó sẽ gắn liền với những cái tên thuật ngữ. Ví dụ các bạn nghe một bài hát, các bạn có thể chỉ ra được: ồ, bài hát này nó hơi bị nhiều cái gì, hơi bị boxy, hơi bị mất đi, hơi bị honky nasal hay hơi bị nhiều air. Thì đó chính là cách mà các bạn có thể tập nghe và xác định được từng khoảng tần số dù chỉ là nhỏ nhất
để khi mà các bạn bắt gặp được một cái âm thanh có vấn đề về EQ, các bạn có thể chỉ ngay ra được và sửa lỗi, thao tác, kiểm soát được cái tần số của bài hát đó. Vậy cho nên tập nghe tần số rất là quan trọng. Nếu như các bạn muốn EQ được bài hát của mình một cách hoàn hảo thì hãy tập trung tất cả về tần số. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập nghe như sau. Các bạn chỉ cần lựa chọn một cái EQ bất kỳ, thì ở đây mình có thể nghe riêng một cái jack nào đó, ví dụ jack vocal, guitar hay nhạc cụ. Nhưng đối với mình có thể nghe tổng thể bài hát đó luôn. Mình có thể nghe tổng thể bài hát đó để có thể lấy được đầy đủ cái quãng tần số nhất. Mình đang sử dụng Pro Q. Và bây giờ chúng ta sẽ EQ như thế nào. Trước tiên, ở bước cơ bản dành cho các bạn mới vào, thì các bạn newbie có thể phân ra làm 3 quãng tần số. Thứ nhất đó chính là low dưới 200 Hz. Đây là low dưới 200 Hz. Và mid từ 200 Hz tới 5000 Hz. Đây. Và quãng 2 từ 5000 Hz trở lên. Đấy. Và chúng ta sẽ bắt đầu tập nghe như sau. Chúng ta lần lượt tăng lần lượt những cái quãng tần số này để nghe được cái âm thanh. Ở đây, thông thường á, khi mà các bạn sử dụng á, thì một số bạn sẽ nghe riêng quãng tần số bằng cách bật chế độ monitor để nghe riêng cái tần số đó. Và đó là một cách sai lầm. Bởi vì khi các bạn nghe riêng tần số, nó sẽ như thế này. Thì các bạn không thể nào miss được một bài hát và thao tác EQ một cách chính xác được nếu như các bạn chỉ nghe những cái quãng tần số mà các bạn đang muốn thao tác. Bởi vì khi nghe riêng tần số thì không có tần số nào là hay cả. Không có tần số nào là hay cả. Và các bạn sẽ không nắm bắt được toàn diện được cái bài hát là nếu như mất đi hay thêm vào cái tần số đó nó sẽ như thế nào. Đúng không? Cho nên cách luyện hoàn hảo nhất đó chính là các bạn hãy nghe nó khi nó được tăng lên hoặc giảm đi cái tần số đó, để biết được cái hiệu ứng âm thanh nó tác động EQ lên bài hát như thế nào, nó thay đổi tần số và bài hát sẽ trông nghe như thế nào. Đấy, thì ở đây mình kiến nghị các bạn nên học kiểu tăng. Đó chính là cứ tăng quãng tần số lên để biết được bài hát này sẽ trông như thế nào khi có tần số đó, để các bạn có thể nghe quen được. Khi mà tần số đó, cái tần số bất kỳ nó quá nhiều ở trong bài hát, các bạn sẽ phát hiện ra và chỉ ra được ngay cái vấn đề ở quãng tần số đó. Chứ nếu như mà các bạn nghe riêng quãng tần số thì các bạn không thể nào phỏng đoán được chính xác và không thể nắm bắt được toàn diện âm thanh nó sẽ được thay đổi như thế nào. Cho nên ở đây bây giờ mình sẽ bắt đầu tăng lên để nghe quãng low. Mình tăng lên đây. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi bột ra chân xoa. Đấy, và khi mình tăng lên bài hát nó sẽ như vậy. Mình sẽ liên tục bật và tắt cái VST vaccine để xem có EQ và chưa có EQ ở cái tần số low này nó sẽ như thế nào. Và lúc đó mình sẽ bắt đầu nhận biết được sự thay đổi của bài hát khi có cái tần số đó nó được tăng lên như vậy, quá nhiều như vậy, mình sẽ nhận biết được và nghe được nghe được cái chất của cái tần số, quãng tần số đó nó hiện diện trong tai mình như thế nào, để có thể dần dần quen biết được, nhận mặt được nó, để sau này có thể chỉ ra được chính xác nó ở trong bài hát. Chúng ta liên tục bật tắt nè. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi bột ra trắng xóa, con đường mùa đông tuyết sẽ rơi che màu nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách giữ ấm nhà. Đấy, đó chính là tần số low. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới tần số mid. Đây là tần số mid. Ok. Mình sẽ bắt đầu tiếp tục như vậy.
anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi bột ra trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che màu nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách giữ ấm nhà, giữ ấm nhà. Đắp khăn lên mùa đông em đừng lo vì có anh đan cho, rồi tình yêu trong anh gian đơn chỉ cần trao nụ hôn vòng tay không xa rời phố là anh hạnh phúc lắm rồi. Ok, thì chúng ta đã nghe xong quãng tần số mid và bây giờ chúng ta bắt đầu nghe tới quãng tần số 2. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi bột ra trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che màu nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách giữ ấm nhà, giữ ấm nhà. Đắp khăn lên mùa đông em đừng lo vì có anh đan cho, rồi tình yêu trong anh gian đơn chỉ cần trao nụ hôn vòng tay không xa rời phố là anh hạnh phúc lắm rồi. Ok, thì khi mà các bạn đã nghe quen được ba cái quãng tần số low, mid, high này, nó sẽ trông như thế nào, nó nghe, nó hiện diện ở trong tai của bạn như thế nào, thì nếu như bài hát có vô tình thừa hay thiếu cái âm sắc nào đó ở quãng tần số nào đó, các bạn sẽ có thể chỉ ngay ra được nó bị vấn đề ở tầng low, tầng mid hay tầng high. Và bắt đầu khi mà các bạn đã nghe quen rồi, các bạn có thể bắt đầu chia nhỏ tần số hơn để nghe một cách chính xác hơn bằng cách tăng số quãng lên. Bây giờ mình sẽ tăng bằng cách low, low mid, high mid và high. Đây, low đây. Đúng không? Low. Rồi. Low mid từ khoảng 200 tới 2000 hay là 1000. Đó là tùy các bạn, đối với các bạn. High mid từ đó lên tới 5000. À. Và cuối cùng là 2 từ 5000 trở lên. Ok. Rồi, chúng ta lại nghe riêng khoảng tần số đó. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi bột ra trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che màu nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách giữ ấm nhà, giữ ấm nhà. Đắp khăn lên mùa đông em đừng lo vì có anh đan cho, rồi tình nhất. Ok, tiếp tục chúng ta nghe quãng low mid. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi bột ra trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che màu nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách giữ ấm nhà, giữ ấm nhà. Đắp khăn lên mùa đông em đừng lo vì có anh đan cho, rồi tình yêu trong anh gian đơn chỉ cần trao nụ hôn vòng tay không xa rời phố. Và chúng ta nghe tầng 2 mid. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi bột ra trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che màu nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách giữ ấm nhà, giữ ấm nhà. Đắp khăn lên mùa đông em đừng lo vì có anh đan cho, rồi tình yêu trong anh gian đơn chỉ cần trao nụ hôn vòng tay không xa rời phố. Và tiếp tục lại là tầng 2. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi bột ra trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che màu nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách. Ok, đấy, khi mà các bạn nghe đã quen rồi, đã co gọn được lại, thu nhỏ lại cái quãng tần số và tăng lên nhiều mốc tần số khác nhau như vậy để nghe, càng ngày các bạn nghe càng quen tai, càng biết được quãng tần số chính xác hơn để các bạn có thể thao tác và nhận biết được tần số nào có vấn đề bị sai sót ở trong bài hát một cách tỉ mỉ, chính xác nhất. Và mình sẽ cho lên 5 quãng, đó chính là low, low mid, mid, high mid và high. Ha, cũng 5 quãng. Bây giờ mình chia 5 quãng low, low mid, high mid, hai mít hai rồi
mình sẽ chia như vậy. Mình sẽ chia đó chính là quãng quãng lô, nó sẽ là từ 150 chẳng hạn. 150 trở xuống. Ok. Quãng low mid sẽ là từ 150 tới 500 hay 700 gì đó. Đấy. Quãng high mid sẽ từ 5-700 lên tới 2000 chẳng hạn. Đây là quãng mid. Đây. Rồi. Quãng 2 mid mình sẽ lấy từ 2000 tới 5000 chẳng hạn. Đây. Hay là không, 2000 tới 8000. 2000 tới 8000, và quãng 2 mình sẽ lấy từ 8000 trở lên. Đấy, mình sẽ mặc định cho tụi nó như vậy để có thể, đấy, khi mà mình biết nó có vấn đề ở cái quãng nào, mình sẽ chỉ ra được cái quãng tần số như vậy. Ok, mình đã có cái hình thù tần số như thế này. Và bây giờ mình sẽ cũng sẽ bắt đầu nghe từng thứ. Quãng lô mà mình đã lập ra đây. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che mờ nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách sớm nha. Ok, các bạn có thể thấy ha, tầng lô nhiều đấy, bài hát nó sẽ như thế nào, nó trông như thế nào, nó như vậy đấy. Đừng quan tâm tới âm sắc những nhạc cụ như thế nào, sáng thì chói hay âm hay dày, hãy quan tâm tất cả tới tần số, hãy tập trung vào tần số, chỉ nghe tần số, đừng nghe âm thanh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới low mid. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che mờ nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách sớm nha. Cũng tiếp tục như vậy, mình lên quãng mid. Đây, quãng mid đây. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che mờ nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách sớm nha. Đọc thân lên mùa đông, em đừng lo vì có anh đàn cho rồi, tình yêu trong anh giản đơn, chỉ cần trao đủ. Tương tự, mình lên quãng 2 mid. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che mờ nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách sớm nha. Đọc thân lên mùa đông, em đừng lo vì có anh đàn cho rồi, tình yêu trong anh giản đơn, chỉ cần trao đủ hôn vòng tay không xa rời thôi, là anh hạnh phúc lắm rồi. Đấy, ok. Tiếp tục. Tương tự chúng ta lên tầng 2. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường, mùa đông tuyết sẽ rơi che mờ nắng, em nhớ ra ngoài phải tìm cách sớm nha. Đọc thân lên mùa đông, em đừng lo vì có anh đàn cho rồi, tình yêu trong anh giản đơn, chỉ cần trao đủ hôn vòng. Ok, chúng ta đã nghe xong 5 cái quãng tần số mà chúng ta đã đặt ra: low, low mid, mid, high mid và high. Các bạn hãy tự lập ra cho mình từng quãng tần số và luyện cách nghe càng ngày càng thu hẹp cái khoảng cách tần số như vậy, để khi mà các bạn có thể bắt được lỗi là tần số nào quá dư thừa, có vấn đề ở trong cái bài hát một cách chính xác nhất và nhanh nhất, bởi vì khi đó tai của các bạn đã nghe quen cái sự hiện diện của những cái tần số đó, đã biết được tần số đó trông nghe như thế nào, thì các bạn sẽ có thể chỉ ra ngay được cái vấn đề tồn tại trong bài hát về tần số. Và khi mà các bạn nghe quen rồi, các bạn có thể tiến hành lên những cái trình độ cao hơn, đó chính là các bạn sẽ học những nhóm tần số nhỏ nhất và những cái thuật ngữ đi kèm với nó, những cái tên gọi đi kèm với nó. Ví dụ ở đây mình có quãng tần số về boxy chẳng hạn. Đây là tần số boxy.
khi mà mình nghe bài hát như thế này mình có, thì có nghĩa mình biết nó là tần nó bị quá nhiều cái boxy. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường mùa đông tuyết xe rất. Cũng tương tự, ví dụ mình có thể nghe thấy tần bài hát rất là nhiều hôm, tần số hôm. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm. Đấy, hay là quán tần số mất đi. Sáng nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường mùa đông tuyết xe rơi che màu nắng em nhớ ra ngoài. Đấy, ứng với mỗi tần gọi thì tần số nó sẽ nghe như vậy. Tiếp theo là tần số nasal hay còn gọi là honky. Nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường mùa đông tuyết. Đấy, tiếp theo là quán tần số present. Nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường mùa đông tuyết xe rơi che màu nắng em nhớ ra ngoài phải tìm cách sớm nhé. Đấy, và quán tần số nhóm tần số có tên gọi là sibilant. Nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường mùa đông tuyết xe rơi che màu nắng em nhớ ra ngoài phải tìm cách sớm nhá. Sớm cất lên mùa đông em đừng lo vì có anh đàn cho rồi tình yêu trong anh gian đơn chỉ cần trao đùa hôn vòng tay không xa. Đấy, và bản tần số mang tên là air. Nay anh dậy sớm nghe bản tin dự báo thời tiết nói rằng ngày mưa đêm lạnh lắm, sương mù rơi buốt giá trắng xóa con đường mùa đông tuyết xe rơi che màu nắng em nhớ ra ngoài phải tìm cách sớm nhá. Sớm cất lên mùa đông em đừng lo vì có anh đàn cho rồi tình yêu trong anh gian đơn chỉ cần trao đùa hôn vòng. Đấy, thì ứng với mỗi cái nhóm tần số nhỏ như vậy nó sẽ có một cái tên gọi riêng, khi mà quá nhiều sẽ có một tên gọi riêng, mà bị thiếu nó sẽ có một tên gọi riêng. Đấy, ví dụ nếu như ở cái quãng tần số mà mình gọi là tần số boxy chẳng hạn, nếu như nó đủ ha, nó, khi mà các bạn thiếu thì nó sẽ chúng ta sẽ phải nói là bài hát rất là thin, hay là nó vừa đủ các bạn sẽ có thể nói là cái bài hát của mình nó rất là full body, hay là khi mà nó quá nhiều các bạn sẽ nói nó bị boxy, hay quá nặng sẽ ra boomy. Với mỗi cái nhóm tần số như vậy, ở mỗi cái mức độ khác nhau, thiếu hay thừa, nhiều ít hay đủ, nó sẽ mang một cái tên gọi, và các bạn chỉ cần theo đúng cái cách mà mình đã làm, đó chính là nghe chia nhỏ quãng tần số ra và nghe riêng từng quãng tần số như vậy. Khi các bạn, tai các bạn đã quen dần với sự hiện diện của những cái tần số đó, các bạn biết được cái tần số đó, thì chỉ cần cho các bạn nghe được một cái bài hát nó dư thừa ở một quãng tần số nào hay thiếu ở quãng tần số nào, các bạn có thể chỉ ra ngay ra được đó là quãng tần số từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Đó chính là sự thành công của các bạn trong cái việc tập nghe tần số. Đây chính là cách mình học về EQ, đó chính là hãy tập lắng nghe tần số trước đi đã. Và nếu như các bạn là người cẩn thận và ham học hỏi và sẵn sàng bỏ thời gian để có thể nghiên cứu về EQ, các bạn ngoài việc các bạn tăng lên để nghe từng quãng tần số xem sự có mặt của nó trong bài hát như thế nào, thì các bạn cũng có thể giảm nó đi để xem khi mà mất đi sự có mặt của nó trong bài hát nó sẽ nghe như thế nào. Các bạn hãy chăm chỉ cố gắng luyện tập nghe từng quãng tần số và chia nhỏ từng quãng tần số một cách tỉ mỉ nhất để luyện tập nghe, nghe và nghe. Cứ như vậy cho đến khi nào các bạn có thể nắm bắt được chính xác cái sự có mặt của cái quãng tần số đó hoặc sự mất đi của nó. Khi mà các bạn đã nghe được chuẩn về tần số rồi, lúc đó các bạn sẽ có thể thao tác EQ một cách chính xác, tuyệt đối. Chúc các bạn luyện tập thành công. Xin chào các bạn.